Đấy nhá, bây giờ là em không lên những cái con rẻ nữa, em lên những con sao số luôn này. Dòng này là con này là con đàn anh của con 19 luôn nhá. Đấy, con này thì nó vừa mới gù nhau giọng thổ ok, em đảm bảo cho các bác chim đực và chim thổ. Con này được cái giữ được lông đuôi rất là dài, bộ to bộ đại. Đấy. Cườm thì nó đánh nhau nhiều, nó tung xòe hết lên, nhưng mà con này mắt đỏ mỏ dài chân cực khổng, chim thích con này. Bậu gọn ngón dài đấy, con này thì nó là đàn anh của con 19 anh em ạ, đấy đàn anh luôn đấy. Con này thì em để giá rất là hợp lý đó anh em nhé, anh em cứ yên tâm là những con này là chỉ có những cái thời điểm này em để cho anh em cho nó thoải mái thôi, anh em cứ yên tâm đấy. Con này nó cứng hơn con 19 vì nó nhiều tháng hơn đấy. Con này nó tông thổ, phao cũng sáng. Đấy. Anh em nhìn thấy con chim này, mỏ rất dài luôn, mắt đỏ. Con này thì siêu thuần luôn. Đấy. Để cho anh em rất hết sức là hợp lý thôi. Đấy, anh em là để cho 900 nhá, cả cước là 1 triệu. Anh em cứ yên tâm là không bao giờ sai lầm khi lựa chọn một con chim này. Đảm bảo là huỳnh cườm, đảm bảo bộ to, đảm bảo chim đực thổ. Đấy. Con này thì em là cái mã số 52 nhá anh em nhá. Đấy. Đây, nhìn nghiêng này anh em thấy là nó bậu rất gọn luôn. Đấy. Vừa gù xong, mỏ dài, mắt đỏ. Đấy. Chim là, nó là dòng chim nuôi nó rất là thuần. Đấy. Đây, chân này. Dài. Đấy. Ok luôn. Vừa gù xong. Đấy. Hai vợ chồng đứng ghi sổ tự nhiên thấy nó gù thích quá. Để cho anh em là chọn gói là 1 triệu nhé. Đấy, anh em nào lấy tại khu vực Mỹ Đình thì là tiện. Đấy, không anh em sẽ gửi cho anh em. Đấy, đấy là áp dụng cho anh em ra khu vực miền Trung và miền Bắc nhé. Khu vực miền Nam thì phải phải thêm. Đấy. Ok, em kết thúc video tại đây. Đây là một con hay sao số nhất của buổi tối ngày hôm nay nhé. Anh em nào thích thì chốt luôn cho em con này. Đó là một con chim hay.